Chào mừng anh em quay trở lại kênh Ẩn Số Thế Giới. Anh em nghe rõ 3 quy định mới về bảo hiểm xe máy, người dân biết kẻo mất tiền oan. Nghị định quy định đối tượng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với người thứ ba, hành khách theo quy định của pháp luật. 3 quy định mới về bảo hiểm xe máy ô tô. Có một số quy định mới liên quan đến bảo hiểm bắt buộc của chủ xe mô tô, xe gắn máy như hiệu lực của bảo hiểm xe máy bắt buộc khi chuyển quyền sở hữu xe. Theo quy định cũ, trong thời gian còn hiệu lực ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu có sự chuyển quyền sở hữu xe, mọi quyền lợi bảo hiểm liên quan đến trách nhiệm dân sự của chủ xe cũ vẫn còn hiệu lực đối với chủ xe mới. Tuy nhiên, theo quy định mới thì trong thời hạn còn hiệu lực ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu có sự chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe cũ có quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại Điều 11, Nghị định 67 trên 2023 về chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm và hậu quả pháp lý của việc chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm. Cụ thể, trường hợp xe cơ giới bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt kể từ thời điểm bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm hoàn phí bảo hiểm đã đóng cho bên mua bảo hiểm tương ứng với thời hạn còn lại của hợp đồng bảo hiểm kể từ thời điểm hợp đồng bảo hiểm chấm dứt. Điều 12 Nghị định 67 năm 2023 quy định trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng. Cụ thể, trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại 70% mức bồi thường bảo hiểm ước tính theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tử vong, 50% mức bồi thường bảo hiểm ước tính theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tổn thương bộ phận, mức tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng trong trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại được quy định như sau. Thứ nhất, 30% giới hạn trách nhiệm bảo hiểm theo quy định cho mỗi một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tử vong và ước tính tỷ lệ tổn thương từ 81% trở lên. Trước đây, quy định mức tạm ứng là 30% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định một người trên một vụ đối với trường hợp tử vong, 10% giới hạn trách nhiệm bảo hiểm theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp ước tính tỷ lệ tổn thương từ 31% đến dưới 81%. Theo quy định cũ thì mức tạm ứng là 10% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định trên một người trên một vụ đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu. Sau khi đã thực hiện tạm ứng bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền yêu cầu quỹ bảo hiểm xe cơ giới hoàn trả số tiền đã tạm ứng bồi thường trong trường hợp tai nạn được xác định thuộc loại trừ trách nhiệm bảo hiểm hoặc không thuộc phạm vi bảo hiểm. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra tai nạn, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phải gửi thông báo tai nạn bằng văn bản hoặc thông qua hình thức điện tử cho doanh nghiệp bảo hiểm. Các bạn nghe rõ, không có bảo hiểm xe máy bắt buộc bị phạt bao nhiêu? Theo điểm A, khoản 2, điều 21, Nghị định 100 trên 2019, LDCP, được sửa đổi bởi khoản 11 điều 2 Nghị định 123 trên 2021 LDCP quy định người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bảo hiểm xe máy còn hiệu lực thì bị phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Thời hạn bảo hiểm xe máy ô tô bắt buộc là bao lâu? Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm, trừ các trường hợp thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm sau đây. Thứ nhất, xe cơ giới nước ngoài tạm nhập tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 1 năm. Thứ hai, xe cơ giới có niên hạn sử dụng nhỏ hơn 1 năm theo quy định của pháp luật. Thứ ba, xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. Trường hợp chủ xe cơ giới có nhiều xe tham gia bảo hiểm và nhiều thời điểm khác nhau trong năm, nhưng đến năm tiếp theo có nhu cầu đưa về cùng một thời điểm bảo hiểm để quản lý. Thời hạn bảo hiểm của các xe này có thể nhỏ hơn 1 năm và bằng thời gian hiệu lực còn lại.
của hợp đồng bảo hiểm giao kết đầu tiên của năm đó. Thời hạn bảo hiểm của năm tiếp theo đối với các hợp đồng bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm sau khi được đưa về cùng thời điểm thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều này. Trong thời hạn còn hiệu lực ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu có sự chuyển quyền sở hữu xe cơ giới, chủ xe cơ giới cũ có quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại Điều 11 nghị định này. Các bạn nghe rõ, năm 2024, 5 nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, có chót đóng tiền rồi cũng được hoàn trả lại. Theo quy định, những trường hợp dưới đây sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, người dân nên biết kẻo thiệt thòi. Thứ nhất, bảo hiểm y tế là hình thức an sinh xã hội của nhà nước nhằm hỗ trợ người dân tiền chi phí thuốc men điều trị bệnh khi không may bị tai nạn hoặc đau ốm. Đây là hình thức y tế giúp người dân có thể an tâm hơn trong cuộc sống. Theo quy định, những nhóm đối tượng dưới đây sẽ được cấp bảo hiểm y tế miễn phí, người dân nên biết kẻo thiệt thòi. Những trường hợp là những người hưởng lương trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Những trường hợp là người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động nghề nghiệp, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của chính phủ. Những trường hợp là người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành. Những trường hợp là cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Thứ nhì, đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí do ngân sách nhà nước đóng gồm 21 nhóm đối tượng: quân đội nhân dân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu, cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước. Thứ ba, người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước. Thứ tư, người có công với cách mạng. Thứ năm, cựu chiến binh quy định tại khoản 4 điều 3 nghị định số 146/2018/LDCP. Thứ sáu, người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc quy định tại khoản 5 điều 3 nghị định số 146/2018/LDCP. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm. Thứ tám, trẻ em dưới 6 tuổi. Thứ chín, người thuộc diện hưởng trợ cấp trợ giúp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật và trợ giúp xã hội. Thứ 10, người thuộc hộ gia đình nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025. Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của chính phủ. Thân nhân của liệt sĩ bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ, người có công nuôi liệt sĩ.